Giải mã những con số 9 tự nhiên và kỳ diệu của Bác Hồ. Ánh Sao Vàng xin mến chào quý vị khán giả. Tháng 5 hàng năm, nhân dân cả nước Việt Nam lại bâng khuâng, xao xuyến, thương nhớ vị lãnh tụ vĩ đại vô cùng kính yêu của Đảng, đất nước và nhân dân ta. Người đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng, hy sinh tất cả vì Tổ quốc, vì nhân dân, lấy độc lập, tự do dân tộc làm mục tiêu cao cả, cho nhân dân được cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Một điều mà từ trước đến nay, ít ai nhận được thấy ở cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng rất thú vị là trong những hoàn cảnh đặc biệt, trong những thời khắc lịch sử đặc biệt, Bác Hồ luôn gắn với con số 9 một cách tự nhiên. Tháng 5 này, hãy cùng Ánh Sao Vàng khám phá số 9 đầy duyên nợ trong công việc cũng như cuộc sống của vị lãnh tụ thiên tài nhất dân tộc Việt Nam. Con số 9. Trong tôn giáo và tâm linh, con số 9 được vận dụng ở nhiều lĩnh vực. Trước hết là xây dựng chùa, Phật giáo thường lấy con số 9 làm căn cứ để đặt số cột chùa chính. Hầu hết các chùa cổ ở miền Bắc có 18 cột, 27 cột, 36 cột, 45 cột. Nhiều chùa sắp đặt 9 ban thờ. Tại Cố Đô Huế, ngoài dân rồng đặt 9 đỉnh đồng lớn, cửu đỉnh, tôn giáo quan niệm con người về nước thiên đàng phải vượt qua cửu trùng, 9 tầng mây. Chết đi bị đày dưới 9 địa ngục hoặc về nơi 9 suối. Nhà vua cán rể, thách lễ, voi 9 ngà, gà 9 cửa, ngựa 9 hồng mao. Trong cơ thể con người, tạo hóa cũng có nhiều dạng tương ứng với số 9. Các cơ quan trong cơ thể luôn tiết ra 9 loại nước và dịch, gọi là cửu thủy, nước mắt, nước mũi, nước bọt, nước tiểu, mồ hôi, dịch vị, gan, mật, dịch tụy. Theo Đông y, cơ thể con người có 9 loại năng lượng chân khí tiên thiên: thận khí, phế khí, can khí, tỳ khí, tâm khí, huyệt khí, tạng khí, dương khí và âm khí. Thứ ba, một số thanh niên, doanh nhân, quan chức tôn sùng con số 9 như một cách chơi, mua thẻ điện thoại có số 8, 9, con số 9, có thể lên tới tiền tỷ. Tương tự, nếu có nhiều số 9 trên biển số, người dân sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu đồng để mua. Vàng là giá trị nhất, là vàng 999. Trong các siêu thị, cửa hàng, cửa hiệu, cả ở nước ngoài, thường trưng bảng giá sản phẩm có đuôi con số 9, 99K, 289K, 499K, 1299K. Con số 9 có đặc điểm kỳ lạ là bất kỳ dãy số nào nhân với 9 đem cộng lại cũng cho kết quả cuối cùng là 9. Ví dụ, 4 x 9 bằng 36, 3 cộng 6 bằng 9, 9 x 9 bằng 81, 8 cộng 1 bằng 9, 54 x 9 bằng 486, 4 cộng 8 cộng 6 bằng 18 và 1 cộng 8 bằng 9. Vậy con số 9 có duyên nợ gì với những sự kiện đặc biệt của Bác Hồ thì kính mời quý vị cùng chú ý. Con số 9 kỳ diệu của Bác Hồ. Thứ nhất, ngày sinh Bác Hồ. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 trong một gia đình nhà nho xuất thân nông dân ở làng Hoàng Chữ, thị trấn Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền thống đấu tranh ngoan cường chống thực dân phong kiến. Nền tảng xã hội và sự nuôi dạy của gia đình đã ảnh hưởng sâu sắc đến người ngay từ khi còn nhỏ. Với tinh thần yêu nước nồng nàn, thương dân sâu sắc, sự nhạy bén về chính trị, người đã bắt đầu suy nghĩ về những nguyên nhân thành bại của các phong trào yêu nước lúc bấy giờ và quyết tâm ra đi tìm con đường để cứu dân tộc, cứu nước. Bác Hồ của chúng ta sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 ở thế kỷ 19, cộng lại có 4 con số 9. Thứ hai, sự kiện khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Sau cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 thành công ngày 2 tháng 9 năm 1945, thay mặt chính phủ lâm thời cách mạng, người đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, và cũng từ đó Bác trở thành vị chủ tịch nước đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
ngày 19 tháng 12 năm 1946, trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp tái xâm lược, Bác có nói một câu nổi tiếng và đã trở thành quyết tâm của cả dân tộc: thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Câu nói này có 19 từ. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công là thắng lợi lớn đầu tiên của nhân dân ta kể từ khi có Đảng lãnh đạo và mở ra bước ngoặt trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến của Việt Nam, đã kết thúc hơn 80 năm của nhân dân ta dưới ách thống trị của thực dân, phát xít. Người Việt Nam đã trở thành công dân của một nước độc lập khỏi ách nô lệ và làm chủ vận mệnh của mình. Việt Nam đã chuyển từ một nước thuộc địa nửa phong kiến thành một nước tự do và dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành đảng cầm quyền. Trước khi vào tiếp quản thủ đô Hà Nội, tại đền giếng thuộc khu di tích lịch sử Đền Hùng, Bác đã căn dặn cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong và Trung đoàn 57. Các vua hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Câu nói lịch sử này của Bác nói vào ngày 19 tháng 9 năm 1945. Ngày 17 tháng 7 năm 1966, trong lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, Bác Hồ đã nói một câu bất hủ: không có gì quý hơn độc lập tự do. Câu nói này cũng chỉ có 9 từ và đã trở thành chân lý của thời đại. Thứ ba, ngày Bác về cõi người hiền. Bác Hồ từ trần vào lúc 9 giờ 47 phút ngày 2 tháng 9 năm 1969, thọ 79 tuổi. Đặc biệt trong di chúc, Bác đã viết một đoạn rất xúc động về cuộc đời hoạt động cách mạng của mình như sau: về việc riêng, suốt đời tôi hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức phúng điếu linh đình để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân. Đoạn viết này cũng chỉ có vỏn vẹn 79 từ. Ai đã từng vào lăng viếng Bác Hồ hẳn còn nhớ dòng chữ này: khi ta bước vào lăng, ngay cả tên người Hồ Chí Minh cũng được ghép lại bởi 9 âm tiết. Có một điều kỳ lạ và rất thiêng liêng là ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945, ngày lịch sử trọng đại nhất của dân tộc Việt Nam, cũng là ngày Bác Hồ về cõi vĩnh hằng 24 năm sau đó, ngày mùng 2 tháng 9 năm 1969. Lấy ngày sinh, tháng sinh cộng lại, 19 cộng 5 thì đúng bằng thời gian Bác Hồ trên cương vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chúng ta thường nói, cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ rất giản dị nhưng vô cùng vĩ đại. Sự giản dị trong con người Bác hết sức tự nhiên và diễn ra một cách bình thường như những điều tự nhiên vốn có. Song cái giản dị đó đã trở nên hoàn hảo, hoàn mỹ và thánh thiện. Chính vì sự hoàn hảo về tâm hồn, nhân cách đó nên người đã tập hợp, đoàn kết, quy tụ được mọi tầng lớp, giai cấp, tôn giáo, dân tộc, lứa tuổi và mọi chính kiến, tư tưởng khác nhau trong xã hội Việt Nam để tạo thành sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc của nước nhà trong thế kỷ thứ 20. Và người đã thành công. Thần thái và sự vĩ đại cũng như sự ảnh hưởng lan tỏa của người có lẽ ở chỗ đó. Dù chúng ta không phải là những người duy tâm và tin vào những điều thần bí, nhưng những sự kiện đã diễn ra trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh là hoàn toàn khách quan, sự trùng hợp thật đặc biệt và thú vị. Cuộc đời và sự nghiệp của Bác rất giản dị nhưng vô cùng vĩ đại. Sự chất phác của Bác rất tự nhiên và diễn ra theo lẽ thường tình của tự nhiên. Nhưng cái chất phác ấy đã trở nên vẹn toàn, hoàn mỹ và thánh thiện. Chính vì sự hoàn thiện về tâm hồn và nhân cách của người mà người đã tập hợp, đoàn kết, quy tụ mọi tư tưởng chính trị khác nhau của xã hội
mọi giai cấp, tầng lớp, tôn giáo, dân tộc, thời đại, xã hội để tạo thành sức mạnh tổng hợp trong sự kiện kháng chiến kiến quốc của nước nhà trong thế kỷ 20, và người đã thành công. Thần thái và sự vĩ đại cũng như sự ảnh hưởng lan tỏa của người có lẽ là ở chỗ đó. Nhà thơ Tố Hữu viết: Bác sống như trời đất của ta. Còn Chủ tịch Cuba Fidel Castro cho rằng đồng chí Hồ Chí Minh thuộc những tầng lớp người đặc biệt mà cái chết là mầm mống của sự sống và là nguồn cổ vũ đời đời bất diệt. Đúng vậy, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác đã trở thành huyền thoại. Nhưng đó là một huyền thoại có thật, như Bác Hồ đã cống hiến cả cuộc đời cho sự trường tồn của dân tộc Việt Nam và đã đóng góp cho nhân loại nhiều giá trị tư tưởng, văn hóa, đạo đức to lớn và bền vững. Những giá trị kết tinh cùng thời gian và thăng hoa cùng trời đất để theo quy luật của tự nhiên. Hồ Chí Minh, tên tuổi của người lưu danh muôn thuở và ngày càng tỏa sáng. Vâng, video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu bạn thấy video hay và ý nghĩa thì nhớ ủng hộ kênh bằng cách like, đăng ký kênh. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Ánh Sao Vàng. Cuối cùng, xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong video kế tiếp.